Di Động Channel, một sản phẩm của báo Di Động Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào, Nido xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với series vẽ các bạn thú trong nông trại từ số 8. Kỳ này, Nido sẽ hướng dẫn bạn vẽ một chú gà xinh xắn nha. Nông trại, gà rông chơi. Để vẽ chú gà, đầu tiên ta vẽ hình số 8 nào. Bạn có thể dùng cây thước hình tròn hay các vật dụng hình tròn để vẽ cho dễ. Bây giờ, chúng ta vẽ cái màu từ những đường cong ở phía trên. Thêm cái mắt tròn to. Vẽ cái mỏ nhọn nào. Đôi cánh xòe hai bên, tỉa tót và sợi lông vũ. Sau đó, bạn vẽ một đường dích dắt ngang qua thân mình làm vỏ trứng. Bạn có thể vẽ nửa vỏ trứng còn lại ở bên cạnh. Bây giờ, chúng ta sẽ tô màu cho chú gà thật là đẹp, thật là đáng yêu. Bạn hãy chọn một màu mà mình yêu thích với 3 tông màu đậm nhạt khác nhau. Nhớ là tô màu đậm trước, màu nhạt sau. Cuối cùng, chúng ta đồ nét lại để chú gà trông rõ nét hơn. Rủ gà ra vườn thôi. Các bạn à, ngoài các cách ứng dụng như các bạn thú khác, ta có thể vẽ hai chú gà bằng nhau, dán hai bên đuôi bút chì để có một cây bút chì ngộ nghĩnh đấy. Đón xem kỳ sau chúng ta sẽ vẽ bạn thú nào từ số 8 nha. Nido tạm biệt các bạn. Ta có thể sử dụng đáy ly nè, nắp chai nè, tất cả những vật dụng có hình tròn để vẽ. Bạn cũng có thể dùng cây thước có nhiều hình tròn để vẽ cho đẹp hơn. Tiếp theo, ta sẽ vẽ hai tay cho cún cưng. Vẽ hai tay cún như hai trái cà tím vểnh ra hai bên bạn ha. Sau đó, bạn vẽ một đường cong phía dưới đầu làm phần mõm chó, một hình tam giác ngược làm mũi.